trường hợp nào bị lạnh chân? Thứ nhất là thận dư suy, tức là người mình là thận dư suy là cái thể hiện là người nè mập nè béo nè hay sợ lạnh nè và ớn lạnh nè, thì mọi người cứ mang cái đôi giày vô là coi như xong hết rồi. Ok, thành ra là riêng cái chuyện mà mất ngủ thì vô xong, mất ngủ thì ngon lành. Khi mà chúng ta trường cái này rồi là ngủ chết luôn, ngủ không thấy đường ra. Thành ra đối với cái trường hợp mà mất ngủ mà kêu bằng kinh niên á, thì chúng ta trộm gì? Thứ nhất là trộm gan, thứ hai là trộm gì? Ở cổ. Bây giờ thêm cái nữa là trộm ở lòng bàn chân, thì chúng ta chắc chắn là có một giấc ngủ rất ngon. Vì khi mà ấm hết tay cái lòng bàn chân á, mình ngủ ngon ác chiến luôn. Cái đó là cái mà độc đáo nha, mà không còn phải dùng để thuốc. Thì chúng ta cái đôi giày á, thì mọi người thấy ở đây nè, nó đã có cái đầu dán đây rồi. Đây xúc đâu, thấy bị xúc này là ha. Đây nè, chúng ta có cái lỗ đây rồi ha. Thì chúng ta sẽ đặt cái viên đá này vô trong đây như một cái viên bỏng nha. Nè, rồi chúng ta kẹp lại. Thì đặc biệt con cái là khi chúng ta kẹp về là nó không có rớt ra ngoài. Gì? Dũng tuyền á, thì nó làm ấm hết vậy. Rồi, xin cảm ơn mọi người. Hốt đi anh em, chùm gan nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài, phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918 133 635, Hà Nội 0326 811 258. Để có trong tay đá trường gan cặp đá diệu kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0858002299 hoặc 0937853823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0832186688 hoặc 0983581652.